chung là nướng đã ok. Anh em theo thứ tại nhà nha, làm tại nhà rất là ngon. Hello, chào các anh em đến lớp với trên một mình. Anh đang làm cái việc. Làm cái kênh đó anh em giới thiệu. Chào em nha, chào các em đã quay lại với channel mình nha. Hôm nay đây có tiền gọi là tiền cho điên. Ai cho điên ở đâu? Nào, hôm nay sẽ gửi đến các anh em một clip ẩm thực nha anh em. Đó chính là tôm nướng. Mình sẽ giới thiệu sơ cho các anh em biết luôn nha. Mình sẽ nướng và mình trong bàn cái củ cải nha anh em. Mình sẽ khoét củ cải ra, bỏ con tôm vô, đậy nắp lại nướng. Chia ra mấy con là tao tôm đi. Chia ra đi rồi. Kèm vào đó là một số rau để mình ăn kèm cùng với tôm nướng nha. Chém muối ớt để chuẩn bị sẵn để chúng mình nướng ăn luôn anh em. Rồi bây giờ xin mời tất cả anh em cùng theo chân mình để làm món này nha anh em. Rồi bây giờ bên trong mình sẽ khoét ra. Biết còn làm không? Biết còn làm không? Để cái này giặt qua môi anh làm coi. Đồ da bự quá. Để chân mày đủ không làm mà ngầu sát dữ vậy. Chút nữa để tao ghép cho mày thấm hình mày bỏ giữa nha. Xong cái máy củ cải này anh em, giờ mình sẽ tiến hành bỏ con tôm vô nha. Em bỏ hai cái bự vô là đủ luôn. Cái này làm như cái ái vậy đó. Xong đậy nắp lại, thang lỗ. Đục khoét lên nữa đẹp luôn. Đó. Xong cắt cho nó bằng lại chút tiên, ập lại. Cái mày đúng không? Hàng phá nó đủ. Gọt cho nó bằng cái mông, cái miếng đá nào bỏ vô. Phá không, không được gì hết. Đó, hai cái đủ luôn. Được mày, ổn mày sao thấy. Sao đây ngắn vậy? Rồi kẻ nó ập lên giá đi. Nóng nóng là chí. Gác trên thôi, con rồng chở rồng nắm thôi, chín ngàn củ cải như hai con ha. Rồi hai con chúng mình nướng liền nè, mình để mình ăn con nướng khác không phải không? Rồi chuẩn bị than sẵn rồi anh em, đó kéo qua bỏ vô mà nướng thôi. Đó bỏ lên, rồi bỏ lên nướng ra rồi. Anh có cần gì? Anh nướng nhà mai có hay không? Có chưa? Chút xíu nó chín liền tôm mà nó nóng cái này lên là nó chín liền, cuối cùng anh.
đẩy ra hết nước sao? Nước ra để cho nó giữ nước lại này. Lúc chờ đợi là bây giờ mình sẽ bỏ tôm vào nướng, anh ăn trước này. Rồi, này yếu ghê mà. Sau khoảng thời gian mà nướng giờ nó đã sôi nó chín lên nha anh em. Đục thấy nó vàng không? Thấy đã không? Kỳ quá má ơi. Đù, nãy em ăn hết rồi. Chỉ là tùy dụng già quá, quá nắng quá. Chứ không? Thôi đã bưng anh mẹ rồi, còn nắng nữa. Là mấy anh? Ui dù ra. Đù mà khó dữ vậy. Nãy thằng nào kiểu chín đâu? Chín ngon hả? Nhiều view nha các bạn. Rồi giờ anh em mình thưởng thức luôn nha anh em. Làm chút nhìn hả? Hóa đẹp. Review đi anh. Còn thướng thôi. Thướng còn quay cho anh. Còn là chưa chín nè. Còn là chưa chín luôn nè. Giờ ăn đi con nào chưa chín kệ nó đi. Ui ui nó nóng ma. Chín đi. Đụng. Thù nóng vậy mà nó kêu chưa chín đi. Ui dù vậy. Ui dù. Ăn gió luôn cho nó chắc. Mời các bạn gì không? Ừ, quên mất, mời anh em quên mất tiêu không? Mời anh em nha. Chuột ngọt. Chuột ngọt ngọt ngọt. Ra của cái ngọt à? Chuột rất ngọt nha anh em, nướng giờ nó rất là chín rất là đều. Rồi nó thấm cái củ cải này chảy nước ra. Nước cải ra thấm vô tôm rất ngọt luôn. Anh này kiểu Dubai này. Và anh em nha. Em quay phim. Là miếng. Khác gì so với tôm nướng bình thường không? Tôm nướng bình thường á. Tôm bình thường á. Tôm nướng cái còn nướng kia cháy két hơn hả? À? Tao là ăn luôn con này chứ. Ăn nhanh đi hết á. Chen ghê không? Bật đi bây. Vô bọn chen con nha mấy bạn. Mẹ ơi. Gì? Ăn luôn gà lắm gì? Ôi ngô. Ủa nãy ăn nào kêu không có chiến bày. Quá là nóng quá. Quá là ngon mà do nước chấm nó cay quá các bạn ạ. Mời các bạn con tôm nha. Em con gió luôn, chấm quá luộc gió cũng được. Làm luôn gió luôn. Gió con gió chấm. Đồ. Đây nữa. Cây tu ngọt ngon. Này anh tôi kêu đu dây điện nha. Rồi à. Đồ. Ngọt quá. Đồ ngon. Ngọt. Tôm ngon. Thầy bỏ đường cho nó ngọt đi. Đồ rất ngon anh em. Đồ tôm rất dễ chín hơn. Cay nó sôi này là chín liền. Tôm này. Tôm nãy tôi mua tôm nhỏ dưới vậy. Tôm lớn lớn rồi nha. Đưa tiền chịu làm con khác. Đem một ký thôi chứ. Tôm cay ghê, muối chặt là kịp không? Chấm rêu bạn. Rồi cay. Ôi giời, nắm, nắm trên đây. Nắm tùm lum hết á. Rồi. Ngon. Nãy mày mày cơm chín à? Ruột khô bắp này đi. Nước lên. Ta khô bắp được. À. Biết chín cỡ nào? Cái cái luôn này.
ruộng cày nước. Ruộng cày nước không? Đưa tao review cái nước của mày. Tao mua mày. Tập đi. Tụi mời anh em củ cải luôn nha. Tụi ngon. Ngon. Giòn. Ngon. Bụng anh ra giòn giòn giống củ cải nữa. Chưa ăn cơm nữa. Có. Bụng anh ăn giòn nghèo, bụng ăn dữ vậy. Ăn sáng giờ mà. Ăn còn sáng giờ là còn ăn tôm rồi, còn ăn cơm nữa. Chả là gì đẹp. Quay vô bạn. Mời các bạn miếng dưa này nha. Chấm ngon không? Không được không? Rồi, mua luôn. Ui da. Ui nóng dữ lắm. Ngon. Dù ngon nha. Da ngọt. Lấy lại quên, quên. Thằng mày ngon. Rồi, thằng em nha. Ừ. Ừ, đợi rồi. Ăn nào không? Đang mua ăn. À, mua ăn. Giỏi. Được quá. Ngon, có chung nửa nước đã, ok. Anh em có thể thứ tại nhà nha. Đúng rồi. Làm tại nhà rất là ngon. Mẹ. Chó. Anh em thử tại nhà nha anh em. Rồi, đến đây clip anh em mình phải dừng ra nha anh em. Nếu anh em thấy vui thú vị, để một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Uống nước cái tiền. Giết máng. Giết máng đủ. Chung. Chung ngọt lắm các bạn ơi. Rồi không cho nó uống hình ra đi. Ê, thử coi, biết. Thôi.